Khi ấy trời đế thích lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, vì sao có chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời dạ ma, trời đổ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, và vô lượng các rồng, dược xoa, kiền đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, phần nại lạc, mạc hô lạc già, nhân phi nhân, vân vân, đại oai đức khác ở trong thế giới ba lần ngàn này và vô biên thế giới khác trong mười phương, đi đến chỗ ấy chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng bát nhã ba la mật đa thậm thâm đã được sao chép, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chắp tay đi nhiễu bên phải, hoan hỉ hộ niệm. Lúc bấy giờ Phật bảo trời đế thích: Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nếu thấy chỗ tôn trí bát nhã ba la mật đa thậm thâm ấy có ánh sáng màu nhiệm, hoặc nghe ở nơi ấy có mùi hương lạ phảng phất, hoặc tiếng thiên nhạc, thì nên biết khi ấy có chư thiên, rồng, vân vân, thần lực oai đức lớn lao sung mãn, đi đến chỗ ấy chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng bát nhã ba la mật đa thậm thâm đã được sao chép, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chắp tay đi nhiễu bên phải, hoan hỉ hộ niệm. Lại nữa, Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tu hạnh thanh tịnh nhiệm màu, làm trang nghiêm tinh khiết nơi đó, trí tâm cúng dường bát nhã ba la mật đa ấy, nên biết, khi ấy có chư thiên, rồng, vân vân, thần lực oai đức lớn lao sung mãn, đi đến nơi đó chiêm ngưỡng, lễ bái, đọc tụng bát nhã ba la mật đa thậm thâm đã được sao chép, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chắp tay đi nhiễu bên phải, hoan hỉ hộ niệm. Này Kiều Thi Ca, do chư thiên rồng vân vân đầy đủ oai đức thần lực lớn lao sung mãn như vậy, đi đến nơi ấy, nên nơi đó có tà thần ác quỷ đều kinh khiếp lui tránh, không dám ở lại. Do nhân duyên này, nên thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, tâm liền mở rộng, những nghiệp thiện đã tu càng thêm tăng trưởng, tất cả việc làm đều không trở ngại. Vì vậy cho nên, Kiều Thi Ca, nếu muốn tôn trí bát nhã ba la mật đa này ở nơi nào, thì chung quanh nơi ấy phải dọn dẹp vật bất tịnh, quét dọn lau chùi, giải nước thơm, trải bảo tòa rồi mới tôn trí. Xong đốt hương, giải hoa, treo lọng dây, trang trí, xen kẽ tràng phan báu, chuông gió ở trong đó. Rồi dùng y phục anh lạc, vàng bạc, đồ báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, vô lượng các thứ đẹp đẽ trang trí,